Hai bạn Tí và Tiết hôm nay được mẹ cho đi công viên Nguyễn Đồ à? Hai bạn chơi với nhau được mấy năm rồi gì nữa nhỉ? Lâu lắm rồi đấy. Từ hồi bé Tí đúng không? Từ hồi còn cởi chùa. 3 tuổi hay 4 tuổi nhỉ? Thì lúc đấy nên tôi quan mới gặp nhau mới xong rồi mới biết bay nhau. Đúng rồi. Hai bạn Tí và Tiết leo trên cái mạng nhện. Chiều chủ nhật rất là đông vui. Tít ơi, không trèo lên à con? Sợ à? Sợ độ cao à? Xuống đi Tí ơi. Ờ, lát nữa. Không mua nhá, không mua. Không mua bóng đâu. Đá đâu? Ta chơi mấy trò kia kìa, nhảy cận cái chỗ cao su kìa. Bạn ấy còn nhảy rồi. Hai Tí. Thank you.
bong bóng đẹp quá, bong bóng bay các bạn thổi. Nhảy một lúc đi. Thử sang cái chỗ khác xem nào con. Bắt đầu. 1, 2, 3.